chào các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Ôn Thảo. Vừa qua thì mình có nhận được tin nhắn của một bạn nói rằng là hỏi về cách làm thế nào để tạo được chữ mà có đường viền ở xung quanh chữ trên Canva. Thì đây là một kiểu chữ mà trên Canva không có sẵn và chúng ta phải dùng các mẹo để làm nó. Và mình cũng có nghĩ tới một vài những cái hiệu ứng chữ khác mà mình sử dụng hàng ngày, thì mình có tổng hợp lại ở trong video ngày hôm nay để làm một cái video hướng dẫn cho mọi người. Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé. Trước tiên thì mình sẽ viết chữ ở đây. Mình sẽ viết chữ outline cho một chữ là trà sữa ha. Mình chọn cho cái phông chữ này là Azigina Xchem. Đây là một phông chữ Việt hóa các bạn nhé. Một phông chữ khá là đẹp và nó là một phông chữ Việt hóa. Thì bạn để lưu lại cái phông này, lưu lại lên tên của cái phông này. Và mình sẽ nhân bản. Đó, nhân bản thành 3 lớp. Chữ trà sữa này mình sẽ làm 3 lớp. Đầu tiên là cái lớp này là cái lớp ở giữa. Lớp ở giữa thì mình sẽ cho nó là một cái màu tím. Rồi. Đến cái lớp thứ hai này thì mình sẽ chuyển thành màu trắng. Này. Đấy, thì các bạn đưa cho nhỏ lại một chút này. Rồi và các bạn đưa chồng lên với cái lớp màu tím này thì là nó sẽ thành là được cái đường outline đúng không ạ? Đó. Rồi, nhưng mà bên này nó hơi bị lệch, một chút. Vì thế mà mình sẽ viết mình chỉ để chữ trà ở đây thôi. Đây mình sẽ để chữ trà. Mình đang dùng cái phím di chuyển ở trên bàn phím các bạn nhé, để điều chỉnh cho nó vào đúng. Rồi và mình sẽ điều chỉnh cho nó cân, nhưng mình nhìn cho nó đẹp là được. Mình sẽ nhân bản cái chữ trà lên, mình chữa thành chữ sữa được không ạ? Thì nó sẽ đều, nó sẽ cân. Rồi đưa vào đây. Ok, vậy là chúng ta đã có được một cái lớp viền này rồi. Nhưng mà lớp viền này nó vẫn chưa đầy đủ. Đây, bây giờ mình sẽ chuyển. Các bạn sẽ thấy được cái điều kỳ diệu. Đây, chữ trà sữa này. Cái lớp cuối cùng này mình chọn phần hiệu ứng này. Phần bóng. Chọn bóng này. Bóng này di chuyển hướng. Cái hướng này nó đang hướng về. Nó đang có cái mức, nó đang có hướng này đúng không ạ? Thì mình sẽ làm cái hướng của nó để cho nó phù hợp với lại cái chữ trà sữa ở bên trên này. Đấy, di chuyển nhiều lên một tí nữa. Rồi chọn để cho nó sắc nét hơn ý, thì mình sẽ chọn cái này sang màu đen. À, xin lỗi các bạn. Rồi mình sẽ chọn cái bóng màu đen thôi. Phần hiệu ứng này, đây cái bóng này nó đang là màu tím đúng không ạ? Cùng màu với chữ thì mình sẽ chuyển nó sang màu đen. Đó, thì khi mà đặt lên đây thì nó sẽ có nét hơn. Và mình bôi đen cái phần chữ trà sữa ở bên trên này. Mình kéo xuống, đặt lên đây. Ok, và các bạn đã thấy chưa? Các bạn đã thấy là nó vừa có viền này, vừa có bóng này. Tiếp theo mình sẽ vào phần thành phần và tìm một cái từ khóa là trà sữa để mình tìm một cái đồ họa trang trí. Đây thì là sườn lấy cô bé này. Cái chữ trà sữa nó hơi bé một tí, cho nó to ra một tí cho nó nổi bật. Rồi đấy, và mình đã có được cái chữ trà sữa có đường outline và có cả bóng các bạn. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu với bạn một cái hiệu ứng chữ tiếp theo. Đây, giả sử chỗ này tên là trà sữa rồi đúng không ạ? Thì dưới chúng ta sẽ ghi chuẩn bị Đài Loan đi chẳng hạn. Và mình sẽ chuyển cái chữ này thành một cái phông chữ mà một phông chữ Việt hóa và cũng khá là đẹp. Phông chữ này Pacifico các bạn.
để ghi nhớ mấy con này nhé. Đấy, rất là đẹp các bạn, và nó là một công chúa hoàn toàn biệt hóa luôn. Mình sẽ xoay nhỏ thêm một chút nữa. Rồi, nhân bản nó lên. Nó sẽ có hai lớp. Lớp đầu tiên thì chọn hiệu ứng là đổ bóng này. Đấy, thì độ dày này, độ dày của cái đường viền này các bạn đưa về khoảng 18 hoặc là 18 20 gì đấy. Hướng di chuyển của bóng này đưa về không thì tự cái hướng này nó sẽ vào vừa trong cái đường viền này, đúng không ạ? Rồi, và chuyển cái màu chữ này thành hiệu ứng này sang cái màu đỏ này. Rồi, và mình sẽ đặt cái lớp màu đỏ này chồng lên cái lớp màu đen này. Chọn cho cái lớp màu đỏ này vị trí là về phía trước. Dùng phím di chuyển ở trên bàn phím sang trái hoặc sang phải để chỉnh cho nó vừa theo ý của mình. Rồi, đấy, vậy thì mình cũng đã được một, như vậy là mình cũng đã được một cái hiệu ứng chữ khá là ok đúng không ạ? Nó vừa có cái đường bóng 3D này và cái nét chữ nó sẽ được sắc nét. Đấy, nó có cái đường viền màu đen ở chữ thì nó sẽ tạo cái độ sắc nét. Và cuối cùng thêm một kiểu chữ nữa mà mình muốn giới thiệu đến các bạn. Ví dụ mình ghi một cái địa chỉ ở đây. Và một cái phông chữ nữa cũng là một phông chữ Việt hóa và mình cũng rất là thích. Đây chính là phông này, coi ni. Các bạn có thể ghi nhớ phông này ha. Đó, đây cũng là một phông chữ Việt hóa các bạn nhé. Và mình sẽ nhân bản cái chữ này lên. Với hiệu ứng chữ này thì chúng ta cũng có hai lớp. Lớp đầu tiên thì mình sẽ chọn cho nó một cái màu da cam này. Và lớp thứ hai này thì mình vào phần hiệu ứng, mình chọn là hiệu ứng là rỗng. Đó, và mình sẽ đặt chồng hai lớp này lên nhau. Để lớp màu da cam ở bên trên. Cho chọn vị trí cho lớp có màu ở phía bên trên. Cách đặt thì với hiệu ứng chữ này thì mình sẽ đặt như này. Đó, và bạn sẽ thấy là nó sẽ tạo ra một cái hình, cũng là một kiểu chữ 3D đúng không ạ? Mà cũng là một kiểu chữ 3D giống như là cái chữ này nó đang nổi lên. Rồi, ok, vậy là mình đã giới thiệu cho bạn trong video này ba cái kiểu kết hợp hiệu ứng chữ để tạo nên một cái chữ nó có độ sâu hơn và giúp cho thiết kế của chúng ta không bị nhàm chán. Hy vọng là những hướng dẫn vừa rồi đã cho bạn những ý tưởng để có thể học tập và làm việc hiệu quả hơn với Canva. Hãy ủng hộ mình bằng cách bấm nút subscribe kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.